hai con nó cuộn nhau các bác này. Em thui luôn. Nhìn là chưa? Đến thúi luôn. Cái trâu nó chạy nữa. Đây. Rồi, con cá trâu chất lượng chưa? Rất bối rồi nhau. Ok, bắt nha, bắt. Em vừa tìm được cái luống cỏ đây. Lúa mài không ăn nhưng mà cứ nghe tiếng táp ở tít trống các bác ạ. 6 cái cỏ ấy, dưa không làm răng để ném đến được. Bây giờ em sẽ xuống nhá, xong rồi bổ luống. Để mái răng lặng nước là cấu tiếp được. Hẳn nằm ở sát trống á, nghe táp rõ ràng rồi, biết chắc là có cá rồi. Đây là ở đông này. À. Mố thầy mố. Có mơ, bà lừa. Mình đang cắt cái gỏ ba này, bà bảo là ở dưới nhiều đỉa lắm. Trâu của ba bị cắn chuốt. Thôi, để mình chạy đi lấy cái thuyền nhé. Phải phải chạy về bơm cái thuyền này, cắn máng quá mới cắt được. Nước ngang đấy nó lồi vô xấu nữa chắc lút đâu á. Bác thầy cháu uy tín nhé. Rồi đỉa phát ra máng thuyền đó luôn. Bây giờ mình và mạnh sẽ khởi một đường đấy này. Mọc dày lắm, lâu lắm. Này đến 5 nhân cỏ luôn. Tự giúp à? Cắn đi. Cỏ mọc dày đến mức mấy thằng đi ở trên luôn này. Một cái rảnh rồi. Đến sát trống rồi các bác ạ. Cắt mấy cái cây này giòn lốt rồi, cỏ cuộn lên là được. Thank you.
Wow, quả ngọt. Đó, mình cắt tí là có thành quả đấy đây này. Rồi các bác có quả đấy không? Ngọt lắm. Thành quả sau gần một tiếng dọn dẹp. Đi. Mấy chứ. Có một cái đường dài tí vào trong đâu bác. Ngày mai chỉ việc lùm thôi nhá. Không ăn. Đêm nay thì mình thấy cá lên thở rồi nhưng mà chưa chịu ăn các bạn. Kiểu như mới vạch luồng nó chưa ổn định. Đấy, nằm chi đấy? Nằm chi đấy? Ô, nằm đây. Nằm rớm à? Nằm muối. To nhất đây. Wow. Rất lớn luôn. Này. Wow, trùng mạnh luôn. Trùng hành thôi. Ui, cục mí khó nhổ. Ồ, bể mất rồi. Lúa nhưng mà đến giờ này nắng lắm rồi các bác ạ. Có mấy ông đánh lục ở bên. Qua chim lớn nhá. Khoan ơi, nhớ lấy anh viên pin gấu. Ừ, anh bắt cả cho mà làm dính. Hay. Đồ bơ. Đỏ sao được? Đây. Ui giả. Anh mới xuống được có khoảng 2-3 phút chứ mấy. Con gì đây? Vướng đây anh. To lắm. To lắm. Anh ơi lấy vợ đi anh. Không cần đâu. Đấy, cả đây này. Mệt chưa? Con nó hơi bị choáng á. Còn đã chạy đâu. Chạy. Bắt đi anh. Thôi bắt đi anh. Thôi. Ui giời ơi.
bị choáng quá. Anh mới ngồi được khoảng 5 phút thôi ấy. Hoàn ơi lấy chân quay cho anh. Phút rưỡi anh. Ôi. Đỏ nhờ. Không phải đỏ. Đỏ. Nhích phát là lùm. Hai anh từ sáng giờ giật được phát nào chưa? Chưa, hân mịn có kịp mà. Anh thấy anh Hòa thế nào? Câu được không? Được. Ê, phật ngon đây. Hai ông anh móm, anh Hòa ngồi được lúc phát giật luôn. Chưa kịp đặt máy quay. Vào cả các bác nhá. Rồi là tay chân là may mắn nó rơi đến đâu nó cũng lên cả hết. Cả đẹp chưa? Thả vào lưới.